Tu đạo phẩm thượng do đề năng đoạn sở hữu phiền não phẩm hạ. Đây là phẩm được đoạn trừ sau cùng. Tu đạo gia hạnh do đây vì đoạn phiền não phát khởi gia hạnh. Tu đạo không gián đoạn do đây nên tránh đoạn phiền não. Tu đạo giải thoát do đây hoặc đoạn không gián đoạn chứng đắc giải thoát. Tu đạo thắng tiến do đây từ đây về sau tu thiện pháp thủ thắng cho đến chưa khởi gia hạnh, năng đối trị phiền não của địa khác hoặc lại chưa phát khởi đi đến vị rốt ráo. Đây là 11 chủng tu phẩm loại sai biệt. Như vậy người siêng năng tu tập ở nơi việc tu có lúc phải tránh quan sát sở hữu phiền não đã đoạn chưa đoạn, có lúc đối với những pháp đáng chán ghét tâm sanh nhàm chán liệt sâu, có lúc đối với những pháp đáng hân lạc tâm vui thích sâu, như vậy gọi là tác ý nhiếp lạc. Vị kiềm ở nơi tác ý nhiếp lạc đầy gần gũi tu tập. Nhiều tu tập có khả năng vĩnh viễn đoạn trừ không sót thừa phiền não tu đạo sở đoạn. Vị họp sau cùng kim cương dụ tam ma địa sanh, do vì sanh đây liền năng vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não tu đạo sở đoạn. Hỏi nhân duyên gì mà tam ma địa đây gọi là kim cương dụ? Đáp: ý như kim cương đem sánh với các chân bảo khác như mani, chân châu, lưu ly, xà cừ, ngọc bích, san hô thì rắn chắc hơn cả, năng cắt xuyên qua phá được tất cả vật báu khác, còn các vật báu khác chẳng thể xuyên qua phá hoại được kim cương. Như vậy nên tam ma địa đây đối với các tam ma địa hữu học là tối thượng, là tối thắng, là bền chắc hơn cả, năng phá hoại được tất cả phiền não, không để tất cả phiền não phẩm thượng có thể ẩn nấp, cho nên tam ma địa đây gọi là kim cương dụ. Từ tam ma địa kim cương dụ đây không gián đoạn, năng trừ vĩnh viễn hại diệt tất cả chủng tử phiền não phẩm thô trọng, khiến tâm ở nơi kia giải thoát rốt ráo, chứng đắc chủng tánh rốt ráo thanh tịnh, vì tất cả phiền não rốt ráo tận diệt nên phát khởi tận trí. Do nhận tận nên quả khổ đường lai rốt ráo chẳng sanh, đừng ở trong ấy phát khởi vô sanh trí. Vị kia lúc bấy giờ thành A-la-hán, các lậu đã tận, việc làm đã xong, không còn việc cần làm nào, chứng đắc nghĩa tự lợi, sạch các hữu kiết. Vị kia đã tránh phụng hành chánh giáo của Như Lai, tâm khéo được giải thoát, thành tựu đầy đủ 10 pháp vô học, đó là vô học chánh kiến, chánh tư duy cho đến vô học chánh giải thoát, chánh trí ở trong các trụ và trong tác ý, năng tùy dụng tâm tự tại mà chuyển, tùy theo chỗ trụ hoặc thánh trụ hoặc thiên trụ hoặc phạm trụ, nếu vui thích liền năng an trụ, tùy theo sở hữu chánh pháp năng dẫn dắt các nghĩa lợi lành thế gian và xuất thế gian, nếu vừa thích tư duy tức liền tư duy. Thánh trụ là trụ không, trụ vô nguyện, trụ vô tướng, trụ diệt tận định. Thiền trụ tức là trụ các tịnh lự, các vô sắc. Phạm trụ tức là trụ từ, trụ bi, trụ hỷ, trụ xả. Lại lúc bấy giờ, vị kia đi đến cực cứu cánh rốt giáo vô cấu, chứng đắc rốt giáo ngàn mẻ phạm hạnh, xa lìa các then chốt. Đi đã ra khỏi hầm sâu, đã vượt khỏi hào thẳm, đã năng hàng phục y sư ca kia, đây là bậc chân chánh bẻ gãy cỏ kiêu mạn, đã đạt năm chi thành tựu sát chi, một hướng thủ hộ, bốn chỗ nương tựa, tối cực xa lìa, độc nhất thật đế xả bỏ mong cầu, tư duy không vẩn đục, thần hành đoạn dứt mạnh mẽ, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, một mình không bạn nữ, chánh hạnh đã lập, như vậy gọi là đã gần gũi bậc vô thượng trượng phù. Vị kia thành tựu đầy đủ sáu pháp hàng trụ, đó là mắt thấy sắc rồi không mừng không buồn, chánh niệm chánh biết, an trụ xả bậc thượng. Như vậy tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý rõ pháp cũng không mừng không buồn, chánh niệm chánh biết, an trụ xả bậc thượng. Vị kia lúc bấy giờ lãnh thọ tham dục vĩnh viễn tận không sót thừa, lãnh thọ sân khỏe vĩnh viễn tận không sót thừa, lãnh thọ ngu si vĩnh viễn tận không sót thừa. Vị kia đều vĩnh viễn tận tham sân si, nên không tạo tác các ác, gần gũi tu tập các pháp thiện, tâm như hư không, như nước thanh tịnh, như hương trên đàn vi diệu, lại được khắp tất cả thiên đế thiên vương cung kính cúng dường. Vị kia trụ hữu dư y bát niết bàn giới, vượt qua biển sanh tử, đã đến bờ kia cũng gọi là trụ trì thân tối hậu. Nghiệp phiền não trước dẫn dắt các uẩn kia tận diệt tự nhiên, vì không tương tục, vì không còn thù xót thừa, ở nơi vô dư y bát niết bàn giới mà bát niết bàn. Trong đây đều không người bát niết bàn, như ở nơi sanh tử không người lưu truyền, chỉ có tất cả khổ vĩnh viễn diệt, tịch tĩnh thanh lương diệt hết, duy ở xứ đây là tịch tĩnh tối thắng hơn cả.
vì xả bỏ tất cả sự nương bám, lì dục ái tận vĩnh viễn tịch diệt niết bàn, nên biết cõi đây là có tướng như vậy. Nên biết cõi đây có tướng như vậy. Bí xô a la hán, các lậu đã vĩnh viễn tận, không gần gũi tập quen năm loại hành vi: một, không cố ý sát hại mạng chúng sanh; hai, không lấy của không cho; ba, không hành phi phạm hạnh tập quen thói, tập quen pháp dâm dục; bốn, không nói vọng ngữ; năm, không chứa nuôi tích trữ thọ dụng các dục, cũng không vọng tích khổ vui, hoặc mình làm, hoặc người làm, hoặc mình người cùng làm, hoặc chẳng phải mình, chẳng phải người làm, không nhân mà sanh. Lại cũng không khiếp sợ những việc không nên nghĩ nhớ, lại cũng không sanh sầu sợ hãi đối với những hiện tượng như mây, sấm chớp, mưa đá và trùng trùng các việc đáng sợ khác. Phải biết tác ý nhiếp thuộc kim cương dụ định, đây gọi là tác ý gia hạnh vô giáo. Tác ý nhiếp thuộc quả tối thượng A-la-hán, đây gọi là tác ý quả gia hạnh vô giáo. Do hết thảy tác ý như vậy, cần nương đạo xuất thế mới chứng đắc vô giáo. Tất cả như vậy gọi là thanh văn địa. Đây là tất cả giáo pháp căn bản tương ứng với thanh văn mà hết thảy bậc chánh đẳng chánh giác đã thuyết. Giống như tất cả danh cố văn thân là chỗ tạo ra văn chương chú thuật dị luận căn bản khác. Thứ 14, độc giác địa. Như vậy đã thuyết thành văn địa, sao gọi là độc giác địa? Phải biết địa đây có 5 chủng: một chủng tánh, hai đạo, ba tập, bốn trụ, năm hành. Một chủng tánh độc giác nên biết do bà tướng. Có bản tánh độc giác trước lúc chưa chứng đắc bồ đề, đã có chủng tánh mỏng trần. Do nhân duyên đây tâm không ưa thích ở nơi chốn ồn ào náo nhiệt, tâm dành vui thích ở chốn tịch tĩnh. Có bản tánh độc giác trước lúc chưa chứng đắc bồ đề, đã có chủng tánh tâm bi mỏng. Do nhân duyên đây tâm không ưa thích đối với việc tuyên thuyết chánh pháp lợi lạc hữu tình, đối với việc ít suy tư an trú trong tịch tĩnh, tâm sanh vui thích sâu. Có bản tánh độc giác trước lúc chưa chứng đắc bồ đề, có chủng tánh trung căn là loại hành mạn. Do nhân duyên đây thầm tâm không mong muốn, không thể cũng không người sánh bằng mà chứng đắc bồ đề. Hai, đạo độc giác nên tránh rõ biết do bà tướng. Có một loại an trụ chủng tánh độc giác trải qua 100 kiếp, được gặp Phật ra đời, gần gũi phụng sự tương tục thuần thục, chuyên tâm cầu chứng độc giác bồ đề. Vì kia tinh tần tu học uẩn thiện xảo, xứ thiện xảo, giới thiện xảo, duyên khởi thiện xảo, xứ vì xứ thiện xảo, đế thiện xảo, nên ở đời vị lai nhanh chóng chứng được độc giác bồ đề. Như vậy gọi là đạo độc giác thứ nhất. Có một loại được gặp Phật xuất thế, vị kia gần gũi bậc thiện sĩ, lắng nghe chánh pháp như lý tác ý, ban đầu chưa phát khởi thiện căn thuận phần quyết trạch. Đó là vị noãn đảnh nhẫn không đủ năng lực ngay ở kiếp sống đó chứng phát hiện quán đắc quả sa môn, lại tiếp tục tu uẩn thiện xảo, tu xứ thiện xảo, tu giới thiện xảo, tu duyên khỏi thiện xảo, tu xứ phi xứ thiện xảo, tu đế thiện xảo, ở đời vị lai năng chứng phát hiện quán đắc quả sa môn. Đây gọi là đạo độc giác thứ hai. Có một loại được gặp Phật xuất thế, gần gũi bậc thiện sĩ, lắng nghe chánh pháp như lý tác ý, vị kia đã chứng phát hiện quán đắc quả sa môn, nhưng không có năng lực ở tất cả chủng đi đến cực cứu cánh, rốt ráo lìa cấu, rốt ráo chứng đắc ngàn mé phạm hạnh quả a la hán, lại tiếp tục tu ẩn khéo léo, tu xứ khéo léo, tu giới khéo léo, tu duyên khỏi khéo léo, tu xứ phi xứ khéo léo, tu đế khéo léo. Do nương đạo xuất thế nên ở đời vị lai đi đến cực cứu cánh, rốt ráo lìa cấu, rốt ráo chứng đắc ngàn mé phạm hạnh quả a la hán. Đây gọi là đạo độc giác thứ ba. Ba, tập độc giác. Có một loại nương đạo độc giác thứ nhất trải qua đầy đủ trăm kiếp tu tập từ lường, quá trăm kiếp, tuy ra đời không gặp Phật, không thầy mà năng tự tu 37 pháp Bồ đề phần, chứng đắc hiện quán đắc quả độc giác Bồ đề, vĩnh vẫn đoạn tận tất cả phiền não, thành A la hán. Lại có một loại hoặc nương đạo độc giác thứ hai, hoặc nương đạo độc giác thứ ba, do nhân duyên đây tuy ra đời gặp lúc không có Phật, không thầy, nhưng tự năng tu 37 pháp Bồ đề phần, chứng phát hiện quán, cho đến đắc quả Bồ đề hoặc đắc quả Sa môn, đi đến cực cứu cánh, rốt ráo lìa cấu, rốt ráo chứng đắc ngàn mé phạm hạnh, chứng đắc quả tối thượng A la hán. Trong đây, do tập thứ nhất nên thành tựu độc giác gọi là lần giác dụ.
do tập thứ 2 và tập thứ 3 nên thành tựu độc thắng đều gọi là độc hành dụ. Bốn trụ độc giác lân giác, dụ sở tập thứ nhất, vui sống ở rừng vắng, vui sống một mình, vui thắng giải sâu xa, vui quan sát đạo lý duyên khởi thẳm sâu, tác ý vui an trụ không vô tướng vô nguyện cùng tột. Nếu là độc thắng bộ hành, dụ sở tập thứ hai và thứ ba thì không hẳn chỉ một ý hướng vui sống trong rừng vắng, vui sống một mình, mà cũng vui sống hỗn tạp cùng với các chúng, còn có dạng tướng trụ khác như lân giác dụ. Năm hành độc giác. Tất cả các độc giác tùy nương thôn xóm tụ lạc mà ở. Vị kia khéo hộ thân, khéo gìn giữ các căn, khéo trụ chánh niệm. Vị kia lúc đi vào thôn xóm tụ lạc, hoặc vì khất thực, hoặc vì tế độ những kẻ ngu muội hạ liệt, chỉ dùng thân tế độ, không dùng lời nói. Vì cớ sao? Bởi lẽ các vị kia chỉ thuyết pháp bằng cách hiện thân tướng, không phát ra lời nói, thị hiện trùng trùng cảnh giới thần thông, khiến tâm của kẻ phỉ báng sanh khởi hướng về quy phục lại hết thảy kia, đến biết bản lai xưa nay chỉ một bè thú hướng tịch tịnh.